Chào các bạn, đến với cái video mới mình hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cách mình thay cái lỗi lọc của cái máy lọc nước. Rồi đây là cái máy lọc nước của hồi dạng mà máy lọc gia đình nè các bạn. Rồi để mình mở bên trong ra cho các bạn xem. Đó, bên trong nó cấu tạo gồm có 9 cái lỗ lọc nha các bạn. 9 lỗ lọc đây. Đây là 6 cái lỗ lọc này là để nó bổ sung chất khoáng cũng như là cái này 6 lỗ này thì mình không cần phải thay, mà mình sẽ thay ba cái lỗ lọc này theo cái định kỳ của nó. Ở đây thì nó gồm có cái đây là cái lỗ lọc sơ cấp là lỗ 1, rồi đến là lỗ 2, đến đây là lỗ 3. Thì trong cái ba cái lỗ này thì nó đều có định kỳ thay hết. Như cái lỗ 1 ở đây thì nó là một cái đáy khối của nó, là nó cái khối của nó là cái dạng mica trong suốt, cho nên mình quan sát thì mình cũng sẽ biết nó là đến cái thời kỳ thay, là khi mà mình xài cái nguồn nước của mình nó không được sạch á, thì nó sẽ nhìn nó ra có một cái màu rất là sậm nha các bạn, thì mình nên thay. Bởi vì cái này thì thông thường là khoảng 3 tháng thay một lần, nhưng mà vì cái lý do cái nguồn nước của mình nó không được sạch đó, thì có thể là mình thay sớm hơn để nó bảo đảm cho sức khỏe của mình. Còn đối với cái lỗi 2, lỗi 3 là hai lỗi này là 1 năm mình thay một lần. Rồi để bây giờ mình tiến hành mình thay cái lỗi 1 cho các bạn xem nha, bởi vì cái lỗi 2, lỗi 3 này thì mình chưa đến định kỳ thì mình chưa có thay. Theo một cái dụng cụ để mình thay cái lỗi lọc. Đây. Đây là dụng cụ để mình tháo cái lỗ lọc cái đáy khối đó. Như bây giờ mình muốn thay thì nó cũng rất là đơn giản, để mình chia sẻ cho các bạn những ai mà chưa biết cái cách thay đó. Như này mình sẽ trồng cái dòng này vô đó, mà mình trồng là mình nhớ để ý là mình sẽ trồng nó xéo một bên vậy các bạn. Đó, giờ mình trồng cho nó khoảng, mình canh nó khoảng hở đây khoảng chừng 1 phân thôi, như vậy là đều nha các bạn. Rồi để trước khi mình thay là mình lại ngay chỗ cái đầu nguồn của nó nè các bạn. À, đây cái dẫn cái từ cái nguồn nước vô á, nó có một cái van, mình khóa cái van lại. Rồi sau khi mình khóa nước cũng như là mình tắt điện xong, mình bắt đầu mình mở nha các bạn. Đó, mình cứ để xéo một bên như vậy, cái bắt đầu mình dặn. Đó, mình dặn khoảng 2 vòng thôi, là mình sẽ bỏ cái dụng cụ này ra, rồi mình lấy cái tay mình dặn nó ra. Đó, như là các bạn nhìn xem, cái lỗ lọc này nó quá là dơ luôn các bạn. Bây giờ để mình rửa cho nó sạch sẽ cái cối luôn. Cái phần cối này á, thì nó cái màu của nó cũng là cái màu nó hơi sậm sậm, chứ thực tế là nó không phải là nó dơ mà đến mức mà nó sậm như vậy nha các bạn. Bây giờ mình tháo ra mình rửa cho sạch sẽ, rồi mình sẽ dùng cái miếng dẻ mình đưa sâu vào bên trong và mình xoáy cho nó sạch nha. Là cái lỗi của cái lỗ 1 này các bạn, nó như vậy. Rồi mình sẽ để vào trong này, vào trong cối, mình để mình nhớ là ở chính giữa trong cối này nó có một cái dòng để mà nó lọt vô trong cái lỗ này, cái lỗ này đó, là mình gắn trở lại. Khi mà mình gắn mình dặn nó chừng khoảng cái tay mình nghe vừa cứng là mình sẽ dừng lại nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái dòng mình xiết lại, xiết nó cũng vừa tay thôi. Rồi đối với cái lỗ 1 ha, là lỗ 2, lỗ 3 cũng vậy hết, cũng thay y chang như vậy. Nhưng mà khi mình mua mình nhớ là mình mua cái lỗ nó cho đúng, mình nói là lỗ 1, lỗ 2, lỗ 3 thì nó đúng, về mình sẽ ráp lại nó rất là vừa vặn luôn. Rồi sau khi mình thay xong rồi mình sẽ cho cái máy nó chạy, rồi mình dùng cái thau á, mình hứng cái nước bên trên mình xả cho nó hết qua một lượt, rồi sau đó mình xài coi như là mình bỏ cho nó sạch sẽ luôn.
Rồi như vậy là mình cũng vừa thay xong cái lỗi của cái máy lọc nước. Các bạn xem video nhớ ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.